Sau Sancho, ba cái tên này cần rời mang United ngay lập tức. Sự xuất hiện sắp tới của tập đoàn INEOS và Sir Jim Ratcliffe là dấu hiệu của sự cải tổ và những cái tên không phù hợp sẽ phải rời đi. Mặc dù khoản đầu tư chính thức sẽ được công bố vào tháng 2, nhưng công tác chuẩn bị cho việc thay đổi nhân sự đã bắt đầu được khởi động ngay từ trước khi đến hạn chuyển nhượng tháng 1. Dự kiến sẽ không có sự biến động lớn nào ở phiên chợ này, nhưng vẫn có một vài cầu thủ của United nằm trong danh sách có thể nói lời chia tay trong mùa đông. The đã mở màn bằng việc cho phép Jadon Sancho tái hợp với Borussia Dortmund trong khi nhiều cầu thủ khác có thể tìm được bến đỗ mới trước cuối tháng. Casemiro, sau khi nỗ lực không thành công trong việc chiêu mộ Frenkie de Jong, màn UTD đã chuyển sang lựa chọn Casemiro từ Real Madrid vào cuối kỳ chuyển nhượng hè 2022. Mặc dù có những lo ngại về động thái này, nhưng tác động của cầu thủ người Brazil ở Manchester là ngay lập tức. Casemiro đóng vai trò then chốt trong chiến dịch đầy hứa hẹn 2022-23 của United nhưng giờ đây phong độ của anh lại giảm sút trầm trọng. Anh mở đầu mùa giải 2023-24 một cách khá thất vọng và sau đó dính chấn thương nặng vào tháng 10. Mặc dù Case có thể sớm trở lại nhưng không có nhiều dấu hiệu cho thấy United sẽ ngăn cản anh ra đi nếu có đề nghị đến từ Ả Rập Xê Út hoặc nơi khác. Hơn nữa, sự xuất hiện của Kobe Menono cho thấy việc loại bỏ cầu thủ người Brazil để thu về một khoản tiền là điều đáng cân nhắc. Facundo Pellisti, thời gian của Pellisti tại United cho đến nay hoàn toàn đáng quên. Cầu thủ chạy cánh này đã không ghi được bàn thắng nào trong 24 lần ra sân cho đội một kể từ khi gia nhập từ Penarol vào năm 2021. Anh mới chỉ có 13 lần ra sân tại Premier League cho đến nay và được cho là không đạt đến trình độ cần thiết để chơi cho quỷ đỏ. Đã có tin đồn về một động thái cho mượn Telisti trong tháng này với đội bóng đang gặp khó khăn ở La Liga là Granada. Mặc dù cầu thủ người Uruguay mới chỉ 22 tuổi, nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu anh đã chơi trận cuối cùng trong màu áo United, ngay cả khi chỉ là tạm thời rời đi với hợp đồng cho mượn Anthony Maso cho đến lúc này thậm chí Maso vẫn nghĩ anh có thể thành công tại United. Tuy nhiên, anh không được kỳ vọng sẽ ký hợp đồng mới và có thể phải miễn cưỡng rời Old Trafford vào tháng Giêng. Có ý kiến cho rằng Maso mong muốn ở lại châu Âu thế nên một thương vụ với Saudi Pro League có vẻ không khả thi. Mặc dù mang United đơn giản là chờ đến mùa hè và cho phép anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng thu về một số tiền từ một câu lạc bộ nào khác đang tuyệt vọng cũng là một ý hay. Cho đến nay thì West Ham được báo cáo là có liên hệ nhưng khá hờ hững. Thẳng thắn mà nói, các cổ động viên United đã ngán đến tận cổ sự xuất hiện của người từng được xem là Henry mới. Chân sút người Pháp gần như không đóng góp gì cho đội bóng của Ten Hag trong mùa giải này, ngoài việc dính chấn thương và khiến câu lạc bộ mất thêm một phần tiền lương.